Chào các bạn, hôm nay tôi rất là phấn khởi sẵn test cây đàn Yamaha BSR6770 tặng cho các bạn ca khúc Chúc Tết Gòn Xì. Chơi hoa cỏ mùa xuân cái phong cách nhạc hip hop nha các bạn. Rồi em mời chị Hiền Thục lên nè. Chị Hiền Thục lên hát đi em ơi. Người cáo quất cho chị Hiền Thục hát. Giờ người cá đánh đàn mệt rồi, giờ người cá mời các bạn ăn bánh nha. Bánh Hàn Quốc. Các bạn ăn bánh này chưa? Bánh này ngon lắm. Bánh này là bánh chay nha các bạn. Hồi sáng người cá úp cái clip mà Thánh ăn trứng gà đó. Trời ơi, thấy mấy bạn lên chửi người cá quá trời. Trứng gà đó là trứng gà không có trống, các bạn hiểu không? Trứng gà không có trống là nó không có sinh sản ra con được. Để không là nó sẽ bị úng, nó thúi luôn. Nhiều bạn giờ tội nghiệp quá. Các bạn không có quan tâm gì đến thế giới động vật. Giờ trứng gà có trống là có con, với trứng gà mà nó không có trống các bạn cũng không biết nữa. Tôi thấy đáng thương tội nghiệp các bạn quá. Nên đăng ký theo dõi kênh tôi nhiều đi. Tôi nói về thế giới động vật cho các bạn nghe nha. Rồi bye bye.